Có. Anh Nam trả lời luôn rồi kìa, có kìa. Cái gì không có? Hiểu rồi nha Ngọc ơi. Bởi giờ mình biết sao mà anh Ngọc có động lực dữ ha. Mà quay đêm mà qua bên đó ngồi nữa hả? Cũng mới có động lực con ta mới... Là quay dữ chưa? Ghẹo riết nữa. Rồi Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. À, từ sáng tới giờ, giờ cái clip này là clip thứ hai cô chú anh chị ơi. Còn nghe nói là phía bên kia là chuẩn bị bán bánh trung thu bà con ơi, nhưng mà mới tháng nay mới tháng 7 phải. Rồi, em nghe là hình như là có nhiều hạt mưa phùn rồi nha. Anh em nhanh tay nha, có mưa phùn rồi nha. Mưa nắng, nắng mưa. Clip bữa nay là clip chiều, là clip thứ hai của chú anh chị. Hồi sáng giờ là có một clip buổi sáng đó, giờ clip buổi chiều. Anh em mình cố gắng nhanh tay nhanh chân, nhanh cái tay mà lẹ cái chân. Còn bữa nay là ngày như bên kia giao chữ ký phải không? Cái gì mà chữ ký đó chồng? Hả? Hôm bữa người ta bên... Không biết nữa, nhưng mà... Ngày mai là ngày đi. Sợ chút làm thủ tục sao vậy? Cái gì? Cái gì anh Nam? À anh Măng nó, anh Nam nói là giờ nhắm mắt luôn hả? Lại lại lấy kéo rồi anh cắt cái tim cho gọn. Sao chứ sao anh không đi? Ờ sai nữa. Sai được sai hoài. Thấy con ta hiền sai ghét. Anh Nam nói không? Chị Hồng Loan giờ nhắm mắt cũng thắng nữa. Anh Nam lúc này đỉnh quá anh Nam ơi. Anh Nam phán một câu chị Hồng Loan nhắm mắt cũng thắng. Anh Nam quá đỉnh. Lao mà thấy vậy là chứng tỏ hồi tối hôm qua ở mộ chú không có mưa nè. Cái đèn nó không có bị ướt. Ủa vậy anh Ngọc ở đây với vợ anh hả? Ai biết nha, Hải nó nói thì em nói theo vợ biết sao. Ghê hả? Vợ anh đẹp gái không Ngọc? Ủa? Nên nó nói tên. Tóc đuôi gà nó. Giống nhõng hả? Đi đừng mê mê anh Ngọc rồi bỏ ra ở lại coi đi nha anh Ngọc ơi. Nó tiếng đệ mà bộ bả tên tiếng đệ hay giữa lên tiếng. Tại đây là lên tiếng. Chết luôn anh Ngọc ơi, Ngọc. Theo thông tin là kỳ này mà anh Ngọc làm xong cái hàng răng là cưới vợ luôn đó anh Ngọc. Là lắm á hả? Chết rồi. Em thấy anh cắt cái ngọn cái nó cháy ngọn lành không? Để ngày mai rồi nói chuyện. Nếu mà nó tắt á là lúc đó không biết ngon hay không. Ha. Dạ. Giờ mới cắt rồi chứ chưa biết được tương lai. Theo cái thời gian là sáng ngày mai. Thấy anh chị thấy nhà ở đây chiều 5 giờ là mấy anh em ra mộ cậu tập lương trong khu đi về đúng không? Đúng rồi. Ừ. Này
chỉ là độc quyền có hai người quay đêm thôi. Mà tại sao không hai người đàn ông, hai người con trai quay đêm, mà một người đàn ông, một người đàn bà lại quay đêm? Tại rồi, tại sao? Rồi xong. Rồi xong luôn. Phải có cái gì đó quay đêm vậy chứ, ai là lại đây đó thôi. Ủa, trong người nghe đẹp không biết mình không? Không. Miệng cậu này. Xong phim. Rồi. Chú khai khẩu hết rồi. Không quen đâu hết. Trả lại cưng. Của anh Phương Thế Ngọc à. Bộ hổm để anh bàn thờ á. Của anh Phương Thế Ngọc là bộ hổm đi lên like. Rồi trả cho anh Phương Thế Ngọc. Ủa anh Nguyễn Thế Ngọc mà. À bên này nhìn nước ngoài quá ha. Nước ngoài nha. Rồi uống nha, nhà mới bơi xô. Mũi cắn gần chết. Ngồi đó nước ngoài. Chị Bích ơi, cô nghe em kìa hả chưa? Nghe nói chết queo rồi. Rồi. Rồi chị chôn nó hả sao? Chôn nó rồi. Chị chôn nó luôn rồi. Rồi chị niệm. Ba mẹ nó kêu quá trời luôn. Thế nào nó cũng đi chuyện chị. Nó cũng ba mẹ nó kêu quá trời. Nói, ủa, nhỏ đi chích cái cây, bây giờ này chích vậy. Nó gặp ba. Ngọc nói chị bỏ thùng rác chị. Ờ, hồi sớm ông la ông nói chị bỏ thùng rác chị ơi. Thùng rác, họ bà. Không, người ta chôn mà. Bóp bóp đi. Ủa sao sớm nói vụ cái con nó chắc chỉ chôn rồi, cái ảnh nói thấy chị bỏ thùng rác. Tại phải như hồi nãy là chị nói là chị bích bỏ trong thùng rác đúng không? Ừ. Nếu không tin thì tôi lại tôi lấy. Tại mình nói là chỉ chôn hả đâu rồi, cái ảnh nói là chị lấy bỏ thùng rác rồi. Nó ủa sao chị không chôn mà chị bỏ thùng rác ta? Bà con chị cũng hay chứ con nghe vậy mà chị bắt được. Rác còn con ngang coi. Không sao lúc đó anh nói ngắn gọn là dùng thùng rác chứ đâu có giải thích gì nữa đâu ta. Chị chạy tao đó mà chị rượt chị cũng té chị đè nó đó. Ừ. Không mà chị hay nó bài nó bóng không mà mà. Bởi vậy. Chắc có lúc chị đè nó là nó bị gãy xương hết rồi. Chị té thì hai tay chị sắt nó thì chị đè. Lúc nghe đâu. Cái lúc chị đè nó là chết rồi. Không phải đâu, nó chết giấc á. Để xe nào mà nó chết chắc xong rồi chị vợ nó thoát chị bóp mạnh quá nó nín thở nó chết luôn. Ủa sao bao xuất hiện buổi chiều đâu ai xe màu đen hả? Ừ coi chừng xếp nha. Chừng cái xe mà không có mùi nó coi chừng xếp. Sao bao chạy chị đi tập hả? Đâu phải mình đâu làm gì đây đâu, ship của mình. Phải không? Đúng rồi. Thì nó ship qua gì? Ship của ông kia thôi chứ mình có mất mớ với ai, ship của mình. Ship mình là YouTube á. Đúng rồi. Thì mình chưa nói hết câu ship là ship của qua duyên thôi chứ. Nè, te te te, anh Ngọc ơi. Chiều nay anh Ngọc. Bữa nay lại có qua đêm đó anh Ngọc. Có. Anh Nam trả lời luôn rồi kìa. Có. Anh Nam trả lời luôn rồi kìa. Có kìa. Cái gì không có? Hiểu rồi nha Ngọc ơi. Bởi vì mình biết sao mà anh Ngọc có động lực dữ ha. Mà quay đêm mà qua bên đó ngồi nữa hả? Cũng mới có động lực con ta mới. Là quay dữ chưa? Ghẹo riết nữa. Rồi ngượng bên đúng không chồng? Ừ em hấp hôn đi. Ờ anh ừ nghe hấu hồn này xong rồi phải không? Rồi anh thấp chết nha. Vô
Bữa nay thì mấy anh em có 2 3 lít bà con ơi. 2 lít. Đó với 15 16 thì còn 3 lít, còn mấy anh em khác được có 2 lít mà. Bữa nay không có khán giả. Bình thường là anh ít clip nhất ha, mà bữa nay anh là nhiều clip nhất. Rồi. Bữa nay 18 đúng không ta? Cảm ơn chị nhiều. 18. 18. Chiều nay thì các anh em cũng đã dọn dẹp là mộ của chú xong rồi hết ha. Và thì theo thông tin rồi nhiễu học mưa rồi. 16 được biết là hôm nay là chưa có xử bà con ơi. Ngày mai mới xử nha. Ngày mai là ngày chính thức cô chú anh chị ơi. Ngày mai mà người ấy không có mặt tại tại tòa là hiểu cũng đỡ luôn rồi bà con. Nay người ấy như chuẩn bị bán trung thu hả? Nghe nói là hôm nay là người ấy đang chuẩn bị bán bánh trung thu. Thì còn sắp diễn ra mà không chuẩn bị mua vé máy bay đi ha, mà lại bán bánh trung thu. Năm rồi thấy chị Hồng Loan cũng bán mà năm nay không biết sao à. Đúng rồi. Năm nay thì chắc là gần tới mới bán chứ. Ừ. Tại cũng khá là lâu mà. Đúng rồi. Nay mới có ngày. Chắc là dạo này chị bận rồi, để sau khi mà qua cái những cái phiên tòa đó. Nay mới tháng, tính ra là mới tháng 6 à. Ừ. Không, tại vì anh phải bán trước chứ. Chứ bán ngay ngày đó đâu có được. Chị nghĩ là chắc chị Hồng Loan cũng sẽ bán trong thời gian sớm mà. Tại vì chị Hồng Loan năm rồi cũng bán quá chừng luôn cô chú anh chị đó. Thì tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và thật là nhiều sức khỏe cô chú anh chị ha. Thì Tiên sẽ hẹn cô chú anh chị vào cái video sáng ngày mai nha.